Xu hướng play to earn hay dễ hiểu hơn là chơi game để kiếm tiền đang nổi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tạo ra một làn sóng tham gia đông đảo chưa từng có ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Axie Infinity được xem như là người tiên phong dẫn lối mở ra phong trào play to earn. Rất nhiều người đã kiếm được số tiền lớn từ tựa game này. Vậy Axie Infinity là gì? Cách tham gia thế nào? Và bây giờ còn nên tham gia vào Axie Infinity nữa không? Thì trong video này, MGM Play to Earn sẽ mang tới câu trả lời cho những thắc mắc trên. Axie Infinity được xây dựng và phát triển bởi Sky Marvis, công ty chuyên về game, thành lập vào năm 2018. Đội ngũ của dự án Axie Infinity có 40 thành viên, làm việc tại trụ sở chính của công ty ở Việt Nam. Axie Infinity được lên ý tưởng và bắt đầu phát triển từ tháng 12 năm 2017. Đến tháng 3 năm 2018 thì bắt đầu phát hành phiên bản nội bộ Axie NFT, và mãi tới hơn một năm sau, vào tháng 12 năm 2019 thì game gần như hoàn thiện khi ra mắt tính năng chiến đấu thẻ bài Community Alpha, thống nhất đất đai trong game cũng như phát hành tính năng Marketplace. Là một tựa game được xây dựng trên nền tảng blockchain, Axie Infinity là một thế giới thú nuôi kỹ thuật số cực kỳ độc đáo, được lấy cảm hứng từ trò chơi Pokemon đã từng làm mưa làm gió trên toàn cầu. Với lối chơi đơn giản, đồ họa xinh xắn, kết hợp với yếu tố play to earn, Axie Infinity đã nhanh chóng thu hút được hàng triệu người chơi trên toàn thế giới. Nhận được sự hậu thuẫn của Binance cùng với dàn backer cực khủng như Samsung, Ape, Ubisoft và nhiều tên tuổi lớn khác đã đem đến cho Axie Infinity sự tin tưởng vững vàng từ người chơi. Trong đó, nổi bật nhất chính là nhà đầu tư tỷ phú và chủ sở hữu đội bóng Dallas Mavericks Mark Cuban, cũng như Alexis Ohanian, đồng sáng lập Reddit và là người sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm 776. Axie Infinity chắc chắn sẽ phát triển đa dạng hơn và tiếp cận thêm nhiều người chơi tham gia trong thời gian tới. Về kinh tế game, có hai token chính là ASS và SOK. Đầu tiên là ASS. Đây được xem như là token chính của trò chơi. Hiện tại thì ASS chỉ được dùng để làm chi phí lai tạo Axie. Giá của đồng ASS đang có một đà tăng cực kỳ tốt. Kể từ đầu năm 2021 đến bây giờ, ASS đã tăng gần 300 lần, từ 0.5 đô la một đồng lên 148 đô la tại thời điểm làm video này. Để sở hữu đồng ASS, người chơi có thể mua ở các sàn giao dịch crypto hoặc giành chiến thắng trong giải đấu theo mùa trong game. Token thứ hai là Smooth Love Potion, SLP. Đây là token người chơi sẽ nhận được khi hoàn thành các nhiệm vụ, chiến thắng trong PvE Avenger hoặc PvP Arena. Và người chơi có thể bán SOP này thu về tiền thật. Chức năng của SOP trong game cũng tương tự như ASS, là dùng để làm chi phí sinh sản cho Axie. Người chơi cần có tối thiểu 3 Axie để tham gia trò chơi. Đây sẽ là những thú nuôi của chúng ta được sử dụng để chiến đấu, tham gia các nhiệm vụ trong game. Người chơi mới muốn sở hữu Axie thì phải mua trên Marketplace từ những người chơi cũ bằng token web do game được xây dựng trên nền tảng Ethereum. Các bạn có thể mua token web qua ví MetaMask hoặc ví Ronin. Ronin là ví do đội ngũ Sky Marvis phát triển, hỗ trợ giao dịch giữa người dùng không tốn phí gas. Giá của một Axie rơi vào khoảng 200 đô đến vài nghìn đô tùy vào chất lượng và độ hiếm, cũng như nhu cầu của người chơi. Các Axie tồn tại dưới dạng NFT, người chơi có thể bán lại trên Marketplace nếu muốn thay đổi đội hình khác. Lưu ý đọc thật kỹ luật chống multi-account để tránh việc tài khoản bị khóa nhé. Nếu tài khoản bị khóa, Axie vẫn là tài sản NFT trong ví, có thể mở game để nhìn chúng nhưng không thể giao dịch trên Marketplace hay các chức năng PvE và PvP. Trong thế giới Lunacian, chúng ta có 9 hệ Axie bao gồm Aquatic, Eat, Bird, Bug, Dawn, Dusk, Match, Plant, Crypto. Mỗi hệ sẽ có chỉ số sức mạnh riêng đi kèm với skill thẻ bài khác nhau. 9 hệ Axie được chia thành 3 nhóm khắc chế qua lại theo dạng kéo búa bao như sau. Dust, Reptile, Plant khắc chế Dawn, Aquatic, Bird. Dawn, Aquatic, Bird thì khắc chế Match, Bug, Beast. Và tất nhiên Match, Bug, Beast sẽ khắc chế Dust, Reptile, Plant. Axie sẽ gây thêm 15% sát thương cũng như giảm 15% lượng sát thương nhận vào khi gặp hệ bị khắc chế. Ví dụ như Axie hệ Dust gặp Axie hệ Aqua thì Axie hệ Dust sẽ gây thêm 15% sát thương lên hệ Axie Aquatic cũng như giảm 15% sát thương phải nhận từ Axie hệ Aquatic. Mỗi Axie có 4 chỉ số trong trò chơi. Health là lượng máu của Axie. Khi máu về 0 là tất nhiên Axie của bạn sẽ thăng thiên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt thì khi máu về 0 sẽ đổi qua trạng thái Last Stand. Lúc này, Axie có cơ hội dùng thêm một số kỹ năng trước khi chết hoàn toàn và bị loại khỏi trận đấu.
Moro là một chỉ số giúp Axis tăng khả năng ra đòn chí mạng và làm tăng khả năng Axis nhận được trạng thái last stand khi nhận đòn đánh kết liễu. Skill, gia tăng sát thương của skill khi sử dụng nhiều card một lúc hay còn gọi là combo. Lượng sát thương tăng thêm được tính như sau: sát thương gốc của card nhân với skill chia cho 500. Speed là điểm nhanh nhẹn của Axis. Axis nào có điểm nhanh nhẹn cao hơn thì sẽ được tấn công trước. Chỉ số nhanh nhẹn cũng làm giảm khả năng Axis bị dính đòn tấn công chí mạng. Ngoài ra, mỗi Axis đều sẽ có 6 bộ phận cơ thể: mắt, tai, sừng, miệng, lưng và đuôi. Trong đó, sừng, miệng, lưng và đuôi là yếu tố xác định kỹ năng hay còn gọi là card mà Axis có thể sử dụng trong trận chiến. Mỗi bộ phận của Axis thuộc về một lớp Axis cụ thể và chúng sẽ cộng thêm các chỉ số bổ sung tùy thuộc vào lớp đó. Hiện trong Axis có tổng cộng 132 lá bài. Các lá bài này sẽ chứa 5 thông tin bao gồm tên thẻ bài, năng lượng tiêu hao, lượng sát thương, lượng giáp và hiệu ứng. Trong đó, mana là năng lượng cần thiết để chọn bài. Lượng sát thương là damage Axis gây ra trong lượt tấn công của thẻ bài đó. Giáp là chỉ số phòng thủ tồn tại theo từng lượt ra bài. Tùy vào chỉ số bài của lượt đó, khi bị tấn công sát thương sẽ trừ vào giáp trước. Sau khi hết giáp sẽ trừ tới máu của Axis. Hiệu ứng theo lượt tùy vào mỗi lá bài sẽ có hiệu ứng buff và debuff, tức là có lợi cho chủ thể hoặc gây bất lợi cho đối thủ, như chí mạng, hồi máu, gây độc, rút năng lượng đối thủ. Mỗi trận chiến cần ít nhất 3 Axis. Người chơi sẽ có tổng cộng là 24 lá bài tương ứng với 4 kỹ năng. Ở lượt đấu đầu tiên, mỗi người chơi sẽ được chia 6 lá bài và 3 mana. End turn để kết thúc lượt, thi triển kỹ năng và rút thêm 3 lá bài cũng như 2 mana mỗi lượt. Trong trường hợp người chơi rút hết 24 lá bài thì tổng các lá bài của những Axis còn sống sẽ được trộn trở lại bộ bài. Có thể bỏ lượt để giành bài và mana tùy vào chiến lược của người chơi. Trong giao tranh sẽ ưu tiên thứ tự ra đòn dựa vào speed là chỉ số nhanh nhẹn của Axis. Axis có speed cao hơn sẽ ra đòn trước. Trong trường hợp chỉ số bằng nhau thì sẽ dựa theo thứ tự như sau: low HP đến high skill đến high moral đến low fighter ID. Tuy nhiên, có một số lá bài có hiệu ứng ra đòn đánh trước thì hệ thống sẽ ưu tiên hiệu ứng thẻ bài trước, sau đó mới xét tới các chỉ số trên. Thông thường, đối thủ đứng trước sẽ nhận sát thương trước. Một số trường hợp được dùng lá bài có hiệu ứng đặc biệt, Axis sẽ tấn công đối thủ ở phía sau. Hãy sử dụng chiến lược bài thật tốt nhé! Trận chiến sẽ kết thúc khi một trong hai người chơi không còn Axis trên sân nữa. Người chơi nhận được token ASS và SLP khi tham gia PvE Avenger và PvP Arena. Giá của SLP tại thời điểm ra video này là 0.08 đô cho một SLP. Một người chơi có thể kiếm tối thiểu 75 SLP một ngày. Tính theo giá SLP hiện tại, tương đương 6 đô, ngang với mức thu nhập của một người lao động bình thường. Với những game thủ có nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều Axis hơn, họ có thể kiếm được số SLP lớn hơn rất nhiều, tối đa lên đến 675 SLP một ngày, tức khoảng 54 đô. Ngoài ra, có thể sử dụng ASS và SLP để sinh sản ra Axis mới và bán ra thị trường để thu về token wealth. SLP và ASS là nguyên liệu cần thiết được sử dụng trong quá trình lai tạo ra Axis mới. Và Axis lai tạo ra được người chơi mới mua hoặc người chơi cũ muốn gia tăng, cải thiện chất lượng Axis của mình lên. Giá của một Axis đắt nhất từng được bán lên tới 300 watt, tức khoảng 1,3 triệu USD theo giá ETH hiện tại. Từ 3 Axis thì cần 3 đến 4 tháng người chơi đã có thể hoàn vốn và bắt đầu sinh lợi nhuận. Điều này tạo ra một hệ sinh thái khép kín, giúp cho yếu tố thanh khoản đạt được sự ổn định. Mẹo nhỏ dành cho các bạn muốn tối ưu hóa khả năng kiếm SLP là dùng 20 energy mỗi ngày để đánh PvP Arena trước khi tham gia PvE Avenger nhận 50 SLP và cuối cùng là check-in hoàn thành nhiệm vụ nhận 25 SLP. Chắc chắn có thể đem về không dưới 90 SLP mỗi ngày. Lưu ý đừng để team XC tụt xuống điểm rank MMR 800 nhé! Tới thời điểm hiện tại thì Axie Infinity đã là tựa game NFT hàng đầu với market cap đạt hơn 8 tỷ đô la và đang dẫn đầu phong trào Play to Earn với hơn 2 triệu người chơi mỗi ngày và doanh thu đạt hàng trăm triệu đô la mỗi tháng. Và với việc có một lượng người chơi siêu khủng thì Axie cũng có một mạng lưới cộng đồng cực kỳ phát triển với gần 800.000 thành viên Discord, 60.000 thành viên ở Telegram và hơn 640.000 follow trên Twitter đã đủ cho chúng ta thấy được cộng đồng Axie Infinity đông đảo như thế nào. Điều đặc biệt là số lượng người tham gia tuy rất đông
nhưng không có thị phi gì đáng kể. Hầu như đều là những lời ủng hộ nhà phát triển và cố gắng tìm một chân học bổng từ những người chơi đầu tư lớn. Những điều đó đã giúp Axie phát triển được như ngày hôm nay. Mình tin rằng Axie Infinity sẽ còn phát triển hơn nữa khi trào lưu NFT Gaming đang trong giai đoạn phát triển ổn định lâu dài. Điều này sẽ kéo thêm số lượng người chơi mới, cũng như động lực để người chơi cũ tiếp tục đồng hành. Thời gian sắp tới, đội ngũ phát triển game sẽ ra mắt thêm những tính năng mới, cũng như mở rộng LAN thế giới của Axie và phát triển thêm các tính năng trên LAN này, đem đến những trải nghiệm mới cho người chơi cũng như thêm những cơ hội kiếm tiền mới. Hãy cùng theo dõi những cập nhật của tựa game này trong thời gian tới nhé! Thị trường game NFT hiện tại đang trong giai đoạn định hình và phát triển ổn định. Những game kém chất lượng, chỉ chú trọng phần earn và bỏ qua gameplay sẽ dần bị đào thải. Nhưng ở Axie Infinity, người chơi được trải nghiệm gameplay thú vị với meta theo mùa cực kỳ phong phú. Từ việc xây dựng LAN, sinh sản Axie, chiến đấu với quái vật và người chơi khác, cũng ứng dụng chiến thuật khác nhau theo mỗi ván đấu. Và điều này thì hiện tại Axie Infinity đang có đôi phần chỉnh chu hơn những đối thủ khác. Bên cạnh đó, khả năng earn của Axie cũng cực kỳ tuyệt vời. Người chơi có thể tạo ra lợi nhuận cực kỳ ổn định, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Một bộ phận đông đảo người chơi ở Philippines cũng như toàn thế giới xem tựa game này như một nguồn kinh tế nuôi sống gia đình. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Hy vọng đem đến cho các bạn cái nhìn tổng quan cũng như cơ bản về tựa game Axie Infinity. Team mình sẽ có những video hướng dẫn chi tiết hơn về gameplay cũng như cách lên chiến lược với các đội hình Axie ở những video tiếp theo. Để không bỏ lỡ những thông tin về thị trường game NFT, các bạn hãy like video, subscribe kênh và ấn vào chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Hãy để lại bình luận góp ý và gợi ý về những tựa game mà các bạn muốn tìm hiểu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.